Theo thông tin cập nhật từ Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày hôm nay 12 tháng 11, cả nước tiếp tục ghi nhận thêm 8.982 ca mắc COVID-19 tại 56 tỉnh, thành phố, trong đó có 4.180 ca bệnh ghi nhận trong cộng đồng. Tính từ 18 giờ ngày 11 tháng 11 đến 18 giờ ngày 12 tháng 11, Việt Nam ghi nhận thêm 8.982 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 ca nhập cảnh và 8.976 ca ghi nhận trong nước. Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo bổ sung 81 ca tử vong do COVID-19, hiện tổng số ca tử vong là 22.930 ca. Trong ngày có thêm 10.263 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 1.009.879 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 856.211 ca. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, toàn dân hãy thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, đồng thời tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt và chủ động ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh. Hôm nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình tổ chức họp khẩn để triển khai các giải pháp bảo đảm thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn khi tỉnh xuất hiện thêm một ca bệnh dương tính với COVID-19 ngoài cộng đồng không rõ nguồn lây. Tỉnh Ninh Bình ghi nhận thêm một trường hợp COVID-19. Trước đó, ngày 11 tháng 1, tỉnh Ninh Bình cũng ghi nhận một trường hợp COVID-19 ngoài cộng đồng. Cả hai bệnh nhân này đã tiêm một mũi vaccine ngừa COVID-19, chưa xác định được nguồn lây. Hiện các đơn vị chức năng đang điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2 và triển khai phương án khoanh vùng, truy vết, bảo đảm an ninh trật tự tại những nơi có ca bệnh cộng đồng, xây dựng các phương án xử lý tình huống theo cấp độ dịch bệnh, bảo đảm khoanh vùng, không để dịch lây lan và bảo đảm nhu yếu phẩm trong khu phong tỏa. Đồng thời, tỉnh Ninh Bình cho dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng các hoạt động hàng quán, dịch vụ tại những nơi nguy cơ cao và tại khu vực xung quanh nơi có dịch. Tỉnh Bình Định ngày hôm nay cũng vừa ghi nhận thêm 90 ca COVID-19 mới, cao gần gấp 3 lần so với bình quân số ca ghi nhận trong một ngày của tuần trước. Từ ngày 15 tháng 10, sau khi nới lỏng giãn cách xã hội và cho phép mở lại nhiều hoạt động, số ca COVID-19 được ghi nhận tại Bình Định bắt đầu có chiều hướng gia tăng. Nhất là từ đầu tháng 11 đến nay, số ca COVID-19 ở địa phương này liên tục tăng cao. Theo Sở Y tế tỉnh Bình Định, nguyên nhân dẫn đến số ca COVID-19 tại địa phương tăng nhanh trong thời gian qua là do các ổ dịch cũ vẫn có nguy cơ lây lan, bùng phát trở lại và sự gia tăng của người đến và về từ các tỉnh, từ các vùng nguy cơ có nguy cơ cao. Số ca nhiễm mới cũng tăng nhanh trở lại tại thành phố Đà Nẵng. Từ chỗ 13 ca ghi nhận ngày hôm qua thì hôm nay thành phố đã ghi nhận 34 ca, trong đó có 21 ca nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng. Đến nay đã có 3 trên 7 quận huyện của thành phố Đà Nẵng có những trường hợp mắc COVID-19 có nguy cơ cao lây lan cho cộng đồng, phân theo 7 chuỗi lây nhiễm. Trong đó quận Sơn Trà là điểm nóng dịch bệnh hiện nay. Quận đã xây dựng quy định về việc hạn chế các hoạt động của người dân để chuẩn bị cho việc sẽ nâng cấp độ dịch lên cấp 3, cấp nguy cơ cao đối với hai phường thuộc địa bàn này là một phần của An Hải Bắc và Nại Hiên Đông. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế hôm nay ra thông báo yêu cầu các trường học trên địa bàn thành phố Huế dừng việc dạy học tập, chuyển qua dạy học trực tuyến, dạy qua sóng truyền hình kể từ ngày mai 13 tháng 11 để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh. Theo thông báo này, thì ngoài thành phố Huế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các huyện, thị xã vẫn duy trì học trực tiếp. Riêng các trường có F0 hoặc có yếu tố dịch tễ phức tạp thì có thể chuyển sang dạy trực tuyến. Các hoạt động tập trung trên 20 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, các trạm dừng, quán ăn, nhà hàng, bán hàng lưu động trên các tuyến quốc lộ 1A, các dịch vụ không thiết yếu, hoạt động văn nghệ, thể thao, các bãi tắm biển công cộng, bể bơi cũng sẽ phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động từ ngày mai 13 tháng 11. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức gặp mặt giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ tăng cường cho Biên phòng tỉnh An Giang thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19. Đây là đợt thứ tư từ khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu đã điều động 200 cán bộ chiến sĩ, mỗi đợt 50 đồng chí, tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 tại Biên phòng tỉnh An Giang. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức sinh hoạt chính trị, quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, giao nhiệm vụ, động viên tư tưởng cán bộ chiến sĩ, xác định tốt tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Hiện tỉnh Phú Yên cũng đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó nỗ lực bao phủ vaccine cho người dân để sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Thành phố Tuy Hòa có hơn 1.600 người mắc COVID-19, nhiều nhất tỉnh Phú Yên. Việc triển khai tiêm vaccine phòng dịch ở địa phương này được thực hiện từ sớm và nhanh. Đến nay đã đạt tỷ lệ hơn 91% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm. Em thấy việc tiêm chủng tiến hành rất là nhanh và rất là điều kiện về mọi người các bác sĩ ở trong ngành y rất là thân thiện với lại người dân. Khi tiêm rồi thì mình được đi lại nó thuận tiện hơn, thì sức khỏe vẫn bình thường, nói chung là rất là tốt. Đến nay tỉnh Phú Yên đã tiêm phòng đạt gần 84% dân số trên 18 tuổi, trong đó tiêm đủ 2 mũi đạt tỷ lệ 27%. Để bảo đảm phòng chống dịch COVID-19 và duy trì trạng thái bình thường mới, địa phương đặt ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ có 95% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine ít nhất là một mũi. Tham gia tiêm chủng thì còn có các cái cơ sở, các điểm tiêm của công an, bộ chỉ huy quân sự tỉnh và đặc biệt là các trường cao đẳng y tế, trung tâm an điều dưỡng tàu ngầm, lực lượng y tế tư nhân và đặc biệt là một số y bác sĩ đã về hưu thì cũng tình nguyện tham gia tiêm chủng. Hiện nay tỉnh Phú Yên cũng lên kế hoạch và đang chờ vaccine phân bổ từ Bộ Y tế để tiêm cho hơn 200.000 trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 17 tuổi. Việc tiêm chủng sẽ được thực hiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất, Bộ Y tế và lộ trình từng nhóm lứa tuổi.